Bác ơi, tại sao mà em hút sữa, em để tủ lạnh, em lại thấy là cái lớp chất béo trong cái bình sữa của em nó lại mỏng hơn cái lớp chất béo của một mẹ nhà hàng xóm vậy bác? Thì câu trả lời đó là do mình chưa hút được nhiều sữa sau. Thì mọi người đều biết cái sữa sau là sữa nhiều béo mà, cho nên là nếu mẹ nào càng hút được nhiều sữa sau thì mình sẽ hút được nhiều sữa béo và cái lớp chất béo nó sẽ dày hơn. Tuy nhiên là muốn hút được nhiều sữa sau thì mình phải kích thích được cái phản xạ xuống sữa tốt. Bác cũng đã từng làm một cái clip làm sao kích thích phản xạ xuống sữa tốt thì các mẹ chịu khó xem lại ha. Nhưng ở đây bác đang phân tích là nếu mẹ càng kích thích được nhiều phản xạ xuống sữa thì sẽ càng hút được nhiều sữa sau và cái lớp chất béo nó sẽ thu được nhiều. Tuy nhiên là mình hãy nhìn vào con mình hãy nhìn vào cân nặng của bé. Nếu mình thấy con mình nó vẫn tăng cân trong chuẩn thì mình không có nhất thiết là mình phải tìm mọi cách để mà mình rút được cho nhiều nhiều sữa sau nữa, trong khi mình đã cố gắng hết sức rồi, mình đã làm mọi cách rồi, mình hút mềm hết hai bên rồi, nhưng cái lượng chất béo của mình chỉ đạt ở cái mức đó thôi. Nhưng vì bé nó vẫn tăng cân trong chuẩn, nghĩa là chỉ cần với cái lượng chất béo đó, bé của mình cũng đã phát triển đầy đủ rồi. Bác nói điều này để các mẹ bớt so sánh cái lớp chất béo của bình sữa của mình với lại của các mẹ khác nha. Bác ví dụ như thế này để cho mọi người hiểu nè. Khi mình ăn cơm, mình đâu có ăn đúng một lượng giống nhau giữa các ngày đúng không? Thì bé cũng vậy, sẽ có cữ bé bú 80, có cữ bé bú 100, có cữ bé bú 120. Nếu một em bé bú 80 ml thì nó sẽ lấy được ít sữa sau hơn là nó bú 120 ml. Vậy thì ngay cả một đứa trẻ bú trực tiếp từ ngực mẹ, các cữ bú không giống nhau, nhận được lượng chất béo cũng không giống nhau. Miễn là tổng lại trong 24 giờ, em bé nhận được đủ cái lượng chất béo để nó phát triển là được. Tóm lại một điều là nếu mà mình thấy cái lớp chất béo ở trong cái bình sữa của mình nó hơi bị mỏng, không có bằng nhà hàng xóm thì mình cứ nhìn lại cân nặng của con mình. Nếu con mình tăng cân tốt thì mình cứ an tâm và cứ hút sữa theo cái và theo cái sinh hoạt như mọi lần ha. Còn nếu mà vẫn còn lo lắng thì hãy liên hệ với lại bác Thi và bác Hương nhé.